trốn đâu cho kịp người trần, trốn đâu vực đất hay trốn cái giá chân của mình. Động đất rồi đó, không có cầu xin gì nữa. Thì nhìn thấy cơ trời binh lửa đã bủa dây, ráng tu nghe bạn nghe thầy, đặng về cõi tình sau này yên nhiên. Bả thế lực kim tiền ai không có, vì mình đi làm mình tạo rất khó nghe con. Thì bạc kia một thúc không mòn, vàng đeo mấy chiếc vẫn còn nguyên ta. Còn nếu mình không có xúc động, nước mắt không chảy ra, mồ hôi không đổ ướt, thì coi chừng nhà cũng phải thiếu. Vì tranh đại lực thiên điều, thầy nay nói ít biết nhiều. Sắp trăng ơi, ráng học thi văn giáo đạo, phải tập làm người ai thảo vô biên. Dù ai nói mãi con điên, con cầu nguyện chúng bình yên tu trì. Không có sao đâu, không có việc gì mà giận hết. Mình đem cái thân thương này đoàn kết với kẻ thù, đó là lắng rộng người tu nước Nam có Phật rồi tu coi đời. Chúng con tỉnh đi, tỉnh hết trơn rồi đó, để coi sống bủa giữa dời. Có ai mà cống cao ngạo mạn, ai mà khi đời nghèo khổ. Sống coi các chị các cô, thuyền môn với cửa mình biết vô đường nào. Tỉnh giấc mộng đi, thầy gào thầy thế. Đến ở đây đó để dẹp chút mây mù, ta rồi rồi thấy bậc người tu chịu cực khổ luôn buồn lập đức. Thì không còn bao lâu nữa, nhờ thần linh trợ lực, mình ráng gieo mầm về rồi góp sức chung quy. Nam mô Đức Phật. Nam mô Đức Phật từ bi cứu cho thần hạ, vậy thì bình an. Người tu niệm nước mắt có xối tràn, mang ơn ai chọc ghẹo, ráng biết được đời sau này đó, qua cái năm mẹo này biết thân. Thiên nhiên cố định đã gần, thầy từng nước sợ nước tần qua đây. Tỉnh ra đi, để liên dây cũng như là hòa hảo, nắm tay nhau chị Thảo em hiền. Chữ tu hành phải ráng thường xuyên, đem bố thí giúp người hiền vui lắm. Có giờ bận thì mình gọi tâm, đừng trách ai nghe trò rồi thầy gầm băng xuống. Một mình do nổi mình lo cuộc cài để sống, rồi giàu to đức lành. Nhớ tu niệm trả ân sanh cha mẹ, sao mình tu rất sáng sẻ vui buồn. Tịnh độ kìa mình quy thức một tiếng chuông, thì cha mẹ hết nỗi buồn nỗi âm thầm. Còn bỏ cha con mẹ không, nói chừng nào tôi rảnh đâu có được. Chúng con ráng quay về đi, không có cực nữa, khỏe lắm. Sáng tới chiều mình làm gì đó có chủ đề, công việc của mình qua kiển bắp phai lúa, mình ra đó mình làm mấy tiếng đồng hồ, từ giả vô thay bộ đồ vô rửa mặt vô rồi ngồi chứ vậy kiểm tra mình coi mình mới giờ mình đi ra ngoài đó. Chắc có lẽ là mình cũng hơi mất mát vì mình xịt phun tất cả các con gì cái thời này, mình lấy cái khác mình bù trừ qua đó như vậy. Nói tôi cử thôi, không có xịt thuốc rẩy, tôi không xịt thuốc không gì đó, cử luôn. Nói vậy đó, có nhiều gì nghịch lắm nhưng mà nói không được. Cái thời trang á, hồi xưa đó, bây giờ đổi ra rồi. Quý vị đang sống đi.
bữa nay thì về Sóc Trăng rồi, không biết chừng nào có lại đấu rồi lại nữa, hay có mũi tên chỉ thì thầy đi đến. Dù bệnh khổ nghèo, dù thế nào cũng phải nhận lệnh của trời Phật đi đến đây. Đến đây để giải tỏa, để kiểm tra, để nhắc nhở cho tất cả các anh em đạo sĩ của mình là đây là thiền bối không đó. Cũng như là nhà trí thức không đó. Nhưng bị ngọc trí mình bị chìm, cho nên mình lấy ra không có được, thành ra nó bị vậy thôi chứ không có gì. Đừng nặng nhẹ anh em nhau, vẫn tôn tôn trọng anh em nhiều để mình giúp họ, giúp anh, giúp chị, giúp tất cả. Đừng thấy người ta rớt một cái nhem rồi, thấy không, tu bao nhiêu năm rồi rớt cái chỗ nào, trên đường đi phải bị dắt thôi. Vậy đó, cho nó rộng rãi, để ở cư sĩ tại gia của mình á, 100 đắc đạo 80. Vì ta nó tay cài tay cuốc, không nghĩ lại quần giấy áo bô đó, ai nói gì ta cười đứng lên cuốc giá cầm cười, nó có lè lẹt mà gây hấn lên tất cả, để mà động phá cái bộ não của mình với cái động trái tim bất chi bất diệt, động cái tâm linh của mình không có. Cho nên bây giờ về giữ hoài bảo như Sóc Trăng, ráng giữ gìn, không có gì bằng đâu. Thấy không, bữa nay ngồi nè, nó đẹp không, nó sức không, cho nên mốt cái mặc áo không được nè. Thì bộ luật hình sự nó phải vậy thôi, nó vậy thì mình đã biết trước rồi, thì mình ráng, đúng không, ráng để chiều chuộng sự tu đạo của mình, đừng hất bỏ. Thì có lỗi, có lắm khi thầy cũng hất bỏ, nhưng nó ít thôi, có một hơi dèm thôi, nhưng mà lớn hơn quý vị cả năm. Nói vậy đó, hôm nay mình xin sám hối. Lượng từ bi lúc nào cũng tha lỗi cho mình hết trơn á, chứ không phải đợi đi năm non bảy núi nha, tốn tiền lắm. Sau đây đi đó, đường xá gặp gình, bị trộm, bị cướp, bị lừa, bị này cái nọ, không có đi nữa. Đi lên núi chụp hình đi. Rồi về thu hình về, mình ngồi vậy nè là mình thấy năm non bảy núi rồi. Mình thấy cái cục đá đó tận gốc cả triệu, hai triệu ngàn năm mà anh ngồi đây sừng sững non cao, rất là buồn. Anh này không khổ, lệ chẳng tuôn, đá là đá đâu có ngại, ta tựa nó đi giải sự buồn. Đi lên đó mà không tựa đá uổng. Chiều có trăng đó, hay là 6 giờ cái mình ra đó, mình nói đá ơi giúp cho anh nha, giúp cho chị nha, giúp cho con nha. Nó đá còn sừng sững chịu đựng mà, mình gió bão qua chút nè, nó chín tay nè tới chứ. Đó, thì làm sao đây. Như thế thì chắc có lẽ quý vị cũng nghe hết rồi đó. Còn bữa nay về gọi tiếng Sóc Trăng ơi, đừng buồn nữa, có thầy lai đó chỗ này rồi thì mình tựa bóng đàn, Đức Phật thầy gần mình chưa chẳng có sanh, mong đệ tử Di Đà mật niệm. Mất tiền của dễ, mình cũng dễ kiếm, mất đạo rồi con không hiếm gì đâu. Không cần mặc áo sồng nâu, lê thê trên bãi cỏ mà tâm âu có buồn. Không giận dỗi ai đó, giận nhưng mà ra đi đó. Mi vô đây mi báo tao phải điên cuồng, tao nghĩ suy đến cuồng loạn, thấy không, trời còn buồn đất còn lao. Mi gây chiến tranh quá sức máu đào, còn ta không gây nữa, ta nào dập đây, mình dập tắt đi. Thì dù cho sống bủa dài dài, cuộc đời có mấy mà mỗi ai không chưa. Về cái ngủ một chút nha, nếu ngủ mần không kịp sao không kịp, chút xíu cái chết. Mình nằm nhắm mắt lại đó, thở nha, rồi định tính gì thì chút xíu nữa mình thức dậy, mình cho chiếc xe này nó nghỉ ngơi. Nói vậy đó, mình quản lý xe, mình tài xế đài đỏ xe, không biết giữ
cấp xe, không rửa xe, không thay đồ trong xe thì xe nó sẽ bị hoại. Chứ thì mình động thừa trời Phật, trời Phật đâu có xuống mà để dạy lá tầm sâu chỉ cho mình là chân lý. Thầy có nói theo Phật giáo phải tầm cái lý, hỏi làm sao con phải tu hành. Nó vậy đó. Thì thầy cũng nôm na mấy tiếng của ngài nha. À, quý vị thấy là không phải bói toán. Bây giờ quý vị ngồi đây cặp mắt cứ nhìn ngay bần sĩ đi, bần sĩ có thể gần chết chưa? Gần chưa? Nói đi, nói trung thật đi, gần chưa về đạo? Nói đại, xa hay gần vậy? Có nói đại à? Ừ, nói vậy đó. Quý vị biết chúng sanh là Phật đó. Ừ, đầu tiên giới nói một tiếng là Phật thánh thần tiên không phải tầm thường rồi. Còn nói bậy là sau cùng. Ta nói một lời một thôi à. Ừ. Thì hỏi quý vị vậy chứ anh em ở đây cũng cầu nguyện cho bần sĩ sống thêm chút đỉnh nữa, phải không? Ừ. Đặng làm gì vậy? Đặng sinh hoạt để nói thơ nói giảng. Chút nữa thì bị dây ở dưới bà Nam Hải. Cậu cái thì con biết rồi, có quét này mà xin tiền này. Nó mới nhìn có nói này cái nọ, nói đừng nói nữa con ơi, đừng nói nữa. Răng anh bồ đề con về tựa tu mau, mình tu niệm phải chùi láo sạch sẽ. Nói đâu có 4-5 tiếng thật tràn quá trời. Tôi nói ông Tư ơi, ông đẩy đi lẹ đi ông Tư. Chân hơi là dây buộc đó. Cứ về cũng được. Quý vị thấy không? Tất cả chúng sanh là Phật là Thầy, là thánh hết rồi. Đừng làm rụng rồi, đừng làm mất mát, phải không? Làm gì cũng phải bảo vệ. Cái công ty ta còn bảo vệ hàng rào, bảo vệ cái này, cái kia, cái nọ. Còn mình, cái thân này mà không để bảo vệ để mình làm việc lớn sao? À, làm việc lớn đi quý vị, đừng làm nhỏ. Có nghĩa là làm việc lớn là rộng, tốt, bao la, tha thứ. Hiện đại hôm nay như thế nào? Mình tin như thế đó. Còn mình không có nhớ lại cái cũ mà mình nhắc hoài rồi mình làm này làm kia, nó không có với mình gì đâu. Nha, nó bay mất à. Đó. Tại sao trong đêm nay mà thầy đã về Nam Hải, về ở Sóc Trăng? Nhưng thầy biết là bà sẽ phạt thầy, thử thách có bị được hay không 2 năm nữa. Bưng bỉ ra, đáng lẽ khiêng ra xe luôn đó. Về gặp đạo, gặp anh em, gặp người tiên bị đò, gặp một chút thì về nhé. Thì nhắn lời cao cả niềm vui, ở Tây Phương đâu có bụi mùi trần trượt khó lắp dội vùng thâm. Về đi cho thấy thầy đừng có trình bẩm. Miễn làm sao mình dệt chiếu gấm ở trong lòng, trải cho ba gia ba tánh nằm nghỉ với con. Đừng sợ mất công, pháp di diệu tấm lòng mình Bồ Tát. Nghe thì giận đừng mê ca hát chốn hội đường thắt ngặt nguy cơ. Lòng qua sẽ tới bây giờ, chờ đi đồng đạo hiện bất ngờ si. Các nước khác á, nó cũng rủ đi cho mình lai lén. Nó về Nam Phương nó kết bạn đặng nó thành. Nhưng ông thánh đóng kiệm rồi, mày còn lợi còn danh. Bay trở lại đi đầu gành cuối bề. Trường thi đó Việt Nam này chẳng không về, chỉ đợi trò nghèo đủ cái nghĩ si. Biết tu ngàn dặm ra đi, nói năng cũng vậy mà chân quỳ cũng tu. Trí tuệ ta không mờ lũ sáng suốt, để đợi chờ ngày kết cuộc coi sao. Sóc Trăng ơi, thầy thiếp thầy gào, nước mắt chạy những ngưng nào không được. Điểm thanh tịnh thiền môn mấy lượt, thì nhớ dưới miền này làm sao đuổi rượt lông sông. Thân già cả rồi mà chiếc thuyền
đang cầm bể bên mông chờ giờ ông lái rồi thuyền lòng lui luôn. Con ơi thấy hệ đừng buồn, mình xem như thể cái tuồng hát thôi. Nó hát rồi nó dạng, nó bôi mặt với nhau đó. Đó, vậy mà mình mê sao. Tỉnh đi rồi thấy người nào thần tiên. Thì nói chung chứ không phải nói riêng. Ở đây nè, là đồng đạo nè, đắc hết tại miền thế gian. Về nên bảo trợ đàng hoàng, nói năng giữ lại tiếng hiền nhan. Mình muốn mắng chữ ai đó. Mình không được tự do, vì trên đã kiểm việc mà mình lo tu rồi. Cũng như bác Hồ nói. bác nói độc lập tự do. Trong tự do nó có giới điều kiện. Mình làm tầm bậy coi mình đi vô còng số 8 không. Còn bây giờ mình tu mình được tự do. Mà tự do nếu mà mình cải Phật rồi, mình có được giải thoát không? Không được. Đó vậy. Một, không hai, chúng ta đức rộng tài cao. Đừng hô hào ra, đừng nói gì hết, im liềm lặng lẽ. Như một bậc ăn mày sang sẻ mọi điều. Thầy theo chúng con không mới rồi lại cũng chịu. Ráng lặng lặng ta kêu về quê cũ. Mình không gom để tất cả nước hay rét hay cái gì làm sâu ý tù. Chính tại nơi mình rồi tạo nghiệp dây quan. Sóc Trăng chưa nọ thở than ta buồn, nhưng gian dại trần gian lẽ thường. Không lẽ quý vị trên đời này nói quá rồi, bây giờ có chút nhận, chút nhượng. Mà mình chịu đựng không nổi rồi, mình làm sao lập cái nhà vương bớ trò. Thầy đưa con đến tự do, đừng ở đây nữa rối o như chỉ buồn. Thấy không? Nay mê khổ rất là trảm trời buồn. Còn chúng con không suy nghĩ nó rối cuồng bên trong. Mình tu vợ rồi lại tu chồng, nết na thuyền mỹ để cứu dần giống ta. Đạo vợ chồng không tha không tứ, thì ai cho mình giọt nước để tứ xung xê. Hồi xưa mình gá nghĩa tại sao không chê, mà bây giờ lớn tuổi nó coi như tấm mê dục bò. Để vào chuồng xóm chuông chiều mò, thầy trách lại học trò không hiểu rõ chân. Nhưng tu đi đừng để quay hơn, lúc nào con cũng vui tươi. Thầy mừng cố gắng hôn Sóc Trăng. Sóc Trăng không buồn đâu, vui tươi để đón tiếp hội quá trời trong thế giới năm phương. Ta về trong lối trong đường để thăm tất cả Nam Phương chỗ này. Thương Phật như thương thầy, ráng mà chịu đựng cảnh này. Người tu đâu được thành thôi, nói tu cửa miệng còn đâu gì rồi. Không tu, tu khổ lắm, ở tù mấy kiếp. Họ bên thịt xương, họ ăn hiếp bãi bừa. Mặt thế trần nay ghét mai ưa, ta tu tình ta chừa nó lại. Ráng đi con, để huynh tứ hại, anh chị em mình đừng nghĩ lại không nên. Lon gạo chia sớt kề bên, giờ mình có nữa mình biết tuổi tên không nào. Thấy chưa? Mình không lo, mình lo cái miệng bào hao. Thầy không phải cấm, nhưng vào trào làm chi thì đâu có đắc. Vậy thì khẩu ngôn tình hết rồi gì rồi rồi. Như hồi sáng đó, thầy nguyện với Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát ơi,
cô trong thế giới ngập trời binh đau. Lớp giặc giả, lớp nào thuốc độc gây mê rồi không mất được đâu. Nếu người tu tịnh tỉnh sâu thì thuốc mê đâu có gối đầu với ta. Đừng có sợ, họ dọn nhà cho mình đó. Chúng con yên tâm nhớ hôn, gắm bố kêu sớm. Lời thầy ai đã là hơn, thầy nguyện cứu chúng trong cơn nặng quần. Tiền của thầy, con biết gì không? Là giáo phú thí dân của các ngày đẹp lại sang ngày bằng trời nam. Vậy đi hiền hậu mình làm, tĩnh tâm rồi thấy nhà lâm phục kiều. Con ơi ma quỷ ti nhiều, mình hạ mình đón nó rồi dắt chiếu sau này. Ráng tu niệm nha, sau tới lại gặp thầy dữ dội. Ta biết rằng ta đứng trên triều nổi giang giang, một người già cả lang thang, sớm chiều đâu thích tịch tình tan. Bở trò thơ này để gửi khắp nước, khắp thế giới tự do. Năm châu bốn bể ráng lo quay đầu. Thế vậy sốc răng rỡ quý vị, để rồi diệt khổ xa sầu. Khắp miền thế giới năm châu rụng rời buồn. Đời nơi chút mà chơi, tội gì mà ông lão còn bơi chỉ thuyền. Tội thương chúng đó. Đây nè, đó, gông xiềng đang buộc. Tội thương người, kết cuộc không hay. Sáng tinh chiều lại phụ, thầy làm sao kết bạn mà chạy chúng con. Nghe cho rõ đi, để rồi nó hao mòn kiếm thể. Nghe thú hình vào trong này nè, lấp bể không đường. Có tâm linh hơn là thờ Phật nhà Dương. Có trí tuệ soi đường mình học đạo. Gương mấy ở đâu rồi trời? Gương trí huệ mình nên cầm thảo. Việc yêu tà mình giữ đạo trong mây. Về đi con nhé, vô nay đức thầy hoằng nặng đi sửa xây lập đời. Tỉnh tỉnh đi con ơi, đừng ngủ nữa. Lửa cháy ruột về trò, ai cứu chữa tắt liền. Ngọn lửa này chính ngọn lửa thiêu đốt tất cả mấy miền rủ chi. Nếu không tin thầy, sống đi rồi coi kỳ. Lửa bốc cháy lan tràn rồi, ai quan nghĩ được đâu. Bây giờ thầy nói đâu câu, không lo niệm Phật rồi âu khổ sầu. Đây một nhân vật đây là ông chủ nhà đó, mới đây đó, bây giờ ông nằm rồi, ông đâu có ngủ được, ông nghe rồi mình thấy cái đó là mình dừng bước lại đi, dừng bước lại đi, tạm dừng đi để kiểm ngựa, đừng chạy quá trớn đi, rồi nó quan uổng đi cả cuộc đời. Chứ thầy không có tạt vào ai hết, chùa hay là bên thiền tịnh hay là bên này kia không có đâu. Nói chung để cho tất cả quý vị phân tích đó, vậy là tu sao cho nó gọn, nó mau lẹ. Nó vậy đó nha. Đời mới đã đến rồi nè. Dạ thưa thầy ơi, sao đổi đời con không thấy, sao không thấy? Có tiền đổi xe chưa? Không có tiền, cái xe cũ chạy cốc cách mấy bó, nó hư ngoài đường. Còn ta có tiền, tiền duyên, tiền căn, tiền phận của mình thì ta tu, ta thành Phật. Còn cái gì không có tiền, đổi được. Đó, ta đổi xe rầm rầm rồi. Rồi đổi đất thay trời. Bây giờ thấy có đổi không? Nghèo bán mấy đất này, cầm thế mấy đất kia, trao đổi chỗ này, trao đổi chỗ kia. Mà đất của thiên nhiên, của trời đấy. Cái gì thấy thay đất đổi trời chưa? Cũng y như vậy.
Còn trời là ai? Là thủ lĩnh. Nói vậy thôi, thủ lĩnh của mình. Chứ mình nhìn coi có thấy ông trời đâu đâu. Như vậy thì bên Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói cái giọng bên đây thầy không có nói được. Lòng quảng ái xót thương dân chúng, bụi lố đặng Phật giáo si đời, kẻ tu hành đâu nợ thiên ngồi mà sống kể chiều kinh thông thà. Bây giờ mình ngồi mình tu cũng đâu ai rầy mình. Mình ngồi mình tu hoài, mình tu điếc vậy nè, cái đám lan ngoài sâu nó trơn gạo bư hết. Mà mấy vườn mình có thể là mình cải tạo lại, mình trồng nổi đó là mình đi bán, hai ông bà ăn không hết, có đứa con nó ăn cũng không hết. Mình cải tạo lại, cũng như mấy đất trong này đó, mình phải cải tạo lại. Nghe có buồn ngủ không? Có không? Có buồn ngủ không? Ở ngoài với ở trong. Cô Hà hay cô Hồng? Hà đâu Hà? Diện kiến rồi mấy nè mẹ nè, ngồi đi con, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Thầy đi rồi con thay thế nha, thầy chắc cũng đi sớm á. Rồi ngồi đi, ngồi để mỏi nha. Bây giờ lạ lắm chứ không phải thấy nữ này mà nói là bóng đồng không phải. Ta không phải quý dậu niên lai kiến thấy mình quý là nữ. Đi giờ nữ lên kế tiếp không mà nè, Sơn Hà mình cũng tới đây rồi, quý vị sẽ thấy nữ tướng Truyền Trác Trương Nhị đó. Ta nữ mà ta có tài, nam ta trở lại, chuyển ta trở lại đây để ta làm việc cho nó đúng, nó mình nè. Đó, hồi xưa thầy đi thi Lê Ngọc Phiêu nó cho nữ đắc hết trơn rồi, còn nam á trai tơ cái dưới không có đắc gì hết à. Ông nói ông gạt luôn đó, chứ không phải giờ có giấy tờ thầy kìa. Đây là nói, xin lỗi, cũng đưa cái đề tài chính và cái nguồn gốc của Việt Nam của mình để nói lên, chứ không phải là tầm thường. Cũng như bây giờ đi, ví dụ bây giờ thờ Phật, cái cô này cổ thờ thánh Bác Hồ. Ai nữa thờ mấy anh thánh. Vì cái cuộc này nè, Nam Phương Thánh Đức, ông trận đầu ông hỏi vậy chứ qua cái đó vậy là có trung chưa, có hiếu chưa đó. Thì mà sau đây của ông thánh đó, thì chúng ta năm lớp học nha, ngay nhân thần thánh tiên Phật. Không có lo cha mẹ, không lo vợ chồng, không lo tất cả sự nghiệp của mình và xã hội, đi leo lên thành ông Phật, đi tu để thành ông Bồ Đàm á. Ông đã có sẵn, ông mời mình, ông để lại cho mình ngập tràn phép pháp, nhưng mình vô không được, chưa rồi nhân đạo mà. Đó, thấy chưa? Rồi bỏ con đi học đi hành nửa chừng cái thất bại đó, thất bại rồi ai giáo dục? Cha mẹ giáo dục cho nó trở thành được, sau này nó làm việc nhân tài của nó đó, nhờ mình đó. Rồi tất cả các bạn đạo tu nè, tu hiền ngoan về rờ đầu con. Thầy xin em con nay học ngoan không? Ăn cơm rồi đem bài lên mẹ kiểm, mình dốt mình giả đò, nó cũng biết mình dốt nữa, nhưng mình giả đò kịp, nó sợ nó vậy đó. Rồi bữa khác mình siêng kiểm đi đó, thì đứa bé ấy nó được thành công, cũng như mình siêng tu, không có gì lạ. Thầy ơi, tu mà siêng gì thầy, chỉ làm biến tu không được, làm biến tu không được. Ngồi tu đây mà mấy cái cây cải nó rụng rợ trên không ra tứ luôn ra gì đó. Rồi mình ăn gì? Đây là bình luận chứ chưa có kết luận được là vị nào phải ráng tuệ năng, ráng lo tu làm ăn trên chất tất cả. Trong việc làm á, ta cho với điều kiện, làm bằng cách nào, tu bằng cách nào,
chứ không phải đắm đuối si mê trong cái việc làm của mình. Ôi trời, chúng con, thầy nói ra đây sự cao cả niềm vui. Chúc lành hết tất cả bà con anh chị, đừng bùi ngùi, đem sự nghiệp là vui trong trí tuệ. Thầy ơi, con nghe nhiều quá nhưng con bỏ không được, bảo thế không được, tại con không chu đáo tăng ngày rồi sớm kể chiều kinh. Bỏ quên đừng kết bạn thâm tình, đừng kết giờ ma quỷ có tình Phật tiên. Buồn thế sự thầy biên thơ gửi tới, khóc nơi miền thế giới năm châu, anh chị em ruột thịt có sai đâu, nước mắt mặn máu nào cũng đỏ. Cứ bướng trường lên đi rồi chết làm phân khí cỏ, chớp thượng đế là đập đầu rồi không có gì đâu. Nghe đi các chị anh sầu, ráng về ráng nhớ lọc đôi câu thầy truyền. Ai tu cũng nói tu hiền á, nhưng mà chưa có đụng chuyện nhau, chưa có biết hiền ra sao. Đánh giặc chưa thấy máu trào, chừng nổ ba thì súng máu trào trốn chui đó như thế. Thì mình đặt mình là một người đạo hy sinh, mà mình lấy vui, mình đừng buồn chi nữa, đời đất vui trong lòng. Sau lĩnh việc thầy dẫn con về bá tộc sớm từ, ngày lập quốc tập đời rồi mình tham dự ở lăng thiên. Buồn chung chớ dội buồn riêng, sao thầy xuống thế để điên như vậy. Điên đấy là điên quốc Phật của thầy, chứ đâu có điên cảnh vật giờ này chúng sanh. Mà sao ai cũng muốn giật muốn giành, làm sao ta truyền được pháp thâu cánh như vậy. Đức mẹ trời cao, Đức Phật để cho sứ giả xuống kỳ này, nếu không thì chết hết chưa đủ đầy một dém. Vì mùa mặt hả mà chị em, mình đem gieo giống đâu có lên được nữa đâu nha hùng. Phải cực, phải tứ, phải chăm, phải lo. Lúc này người tu tình gai go lắm nhiều, ráng chịu thử thách nhau với cô, với đồng đạo anh em nhớ không? Không sao đâu. Thầy ơi, con có mạnh lực làm sao con chịu sầu héo khô. Nhưng mà thầy dạy con tới con có phép Phật Nam Mô tắt liền. Chữ Nam Mô đó là đưa con về miền tiến cảnh. Mình niệm cho thông, mình niệm mà quỷ tránh ma xa. Ráng tu đáng niệm Phật Đà, thầy ngồi tính lại không xa lập đời. Tỉnh đi quý vị, đừng có để ý cái gì cái nọ như hôn, miễn mình tu cái tâm mình được rồi đó. Trong buổi chiều buồn thầy tới tại súc trăng, con ơi đạo lý thường hằng ra nghe thầy dạy sao băng coi liền. Ráng toàn ở Sóc Trăng phải trí phú làm hiền, đây đò đưa qua được nơi miền yên vang. Sóc Trăng ơi ta khóc ngất mắt tràn lan, người hiền cũng nhiều lắm nhưng bậc tình tan. Vậy đầy cứ lo đợi Phật đợi thầy, còn tâm mình chưa buồn lầy đầy thôi. Về tỉnh dậy đi con ơi, hối hận mình mới làm những chuyện tày trời mà làm bận người ta, thì hỏi làm sao mình niệm chữ Di Đà ai minh chứng vậy mà cho mình đó. Con yên tâm đi, thanh thần dòng ngọ thầy tiên xa trò nhưng gắn bó bên trong. Con ơi bút mực xuôi dòng
thầy đi rồi thầy ký lại cho ta đạo đồng mấy câu. Sông mở giang nước chảy dòng thâu, ngày sau có việc thắm sầu thiết thân. Chừng ấy nổi trận phong ba, có con nghiệp thu nút mà chẳng dung. Thầy xem sơ và non theo tất cả các vị đọc, chứ thầy không có biết, không đọc được mấy hàng nữa à, cho nên hôm nay cũng non qua đây để mà nhắc lại cho quý vị nghe nhé. Về ráng cố gắng. Bữa nay đó Bồ Tát Nam Hải cho sức khỏe thầy nha, chứ thầy tính đi về đường tới đây rồi thì cúp điện rồi, cúp điện. Bồ Tát ơi, nếu con còn có trách nhiệm thương mọi người, Bồ Tát hộ cho con mạnh giỏi để con đáp ứng lại cho tất cả bà con đang nghỉ si quá, đang ngủ giấc ngủ mà thức trễ, chứ đừng có nói không thức thức trễ đâu nè, nhưng mà thức trễ. Bây giờ trong buổi trưa đó đạt đâu rồi chủ nhân, thầy xin đọc bài Lô Tô nhé, con đồng ý không? Dạ à, buồn. Sóc trăng thì ghé tấp mé bến bờ, giải đảo ngu khờ đúng giờ thi cử. Sóc trăng gìn giữ hai chữ mà thôi, đi đứng nằm ngồi nhớ thôi đừng bỏ, không phải chu ngõ hỏi hỏi mà tu. Kéo tớ lu bù chữ ngu không diệt, thời kỳ thầy biết tai điếc hay sao. Gửi khắp đồng bào năm châu bốn bể, không phải kể lệ ông đạo sĩ bần. Nói xa nói gần nói tầng nói tạo, nói cho người đạo sao mất trí quên. Tới dựng ngôi nền ai cho mình hưởng, thầy là huynh trưởng chẳng phải thầy đâu. Bốn biển năm châu co đầu hết trọi, đây là tiếng gọi thượng đế ra binh. Đừng chống, đừng tình cầu xin mới được. Ý tài, cây phượt, nổ tược, gãy liền, hãy biết làm hiền thường xuyên thì sống nước nào cũng mộng rồi lại cũng mơ. Cũng có tôn thờ, cũng là đắc đạo, nhưng ta hòa hảo bảo đạo ráng lo. Sống bữa mưa to không còn dây phủ, đừng đòi làm chủ cái quả địa cầu. Chôn hết hố sâu nào đâu có biết, cái dòng họ tiếp trên trước nghe hồn. Lấp biển dời cồn từ đây sẽ thấy, lúa kia đang thấy trổ quá ngoài đồng, săn mong đừng trong hộp nào vô giữa. Nó đen như tựa than lửa kia kìa, trời đất rẽ chia tu di tâm độc. Đừng có trách móc lại bái mới còn, tỉnh dậy đi con hao mòn kim thể. Nói ra không dễ kể lễ làm chi, hãy ráng tu đi đâu gì hao tốn. Mình gây nguy khốn làm chủ nam gia, muốn phước sơn hà trên trời dưới đất thì là mày mất. Tỉnh dậy coi trời Việt Nam vậy thời, sao là anh dũng, mũi tên bắn hỏi không vũng đâu còn. Họ biết tự do, họ lo tu niệm, thời kỳ khó kiếm được bậc tu nhân. Cúi đầu cảm ơn ông bà cô bác, lại rồi Bồ Tát tự giác nghe chưa. Không sớm thì chưa, trời bừa hết rau, thì vậy thì cáo với lĩnh ngọc phạm. Cha gấp hạ sang phạt đàn ma quay, để chi nó cãi, nó lái con thuyền. Đưa ai qua miền, đưa tiền đưa bạc, người tu cỡ hạt nó chẳng có dòm. Tối ngày cứ ôm ôi thôi tìm của
tâm công mày vừa làm sao thấy ra là con số ba. Thầy chỉ có bài đó thôi nha. Với cái bài mà bây giờ còn lỡ không? Còn lỡ không? Hay là còn lỡ không hay là sụp? Ha? Bây giờ không kêu tiếng lỡ mà kêu sụp phải không? À, vậy à. Vậy Ngọc Hà cho chủ đề. Thầy xin chúc lành hết tất cả quý vị. Nói hồi nãy giờ giúp vui, giúp buồn, giúp tất cả quý vị có nghe nha. Về một câu cũng cảm ơn quý vị nữa. Để thầy về sớm, nhớ không? Nếu như vậy đó, hồi đó thì lỡ, còn bây giờ cái gì? Sợ. Sợ. Thầy đọc không? Đọc bài đó không? Sợ không con? Sợ cũng phải đọc. Sập ba từ dưới biển dưới hào, rồi còn lên đỉnh non cao sập dài. Sập mãi mãi hoài hoài không hết, vì loài người câu gấp quỷ ma cho nên sập chốn giang hà, núi non cũng sập, cửa nhà sập luôn. Này quý đạo triệu muôn đừng kể ra, tu hành bẩm rễ a di, dù cho sập hết vậy thì chậu ta mà không sập còn đi còn hoài. Núi còn phải lăn chài sắp ma tới, khắp cả miền thế giới tỉnh chưa coi đây rồi, hỏi đâu mưa mèo kêu mấy tiếng thớt thưa dân tình, về đánh rập ráng rình rồi biết. Ta điên rồi ta viết một bài, nói cho ba tánh trong ngoài ráng mà can thiệp sụp ngay bây giờ. Thấy lặng lẽ bên bờ muốn khóc, biết làm sao lăn lóc cứu nguy ta, nguyện đức mẹ diệu trì, mẹ ơi cứu hết trần y bụi cùng. Con phải giả điên khùng mấy lượt, quỷ giới ma đuổi rượt theo chân, mẹ ơi lấp phải không sờn, con kêu mẹ cứu trong cơn nặng nề. Sập hết trọi bên lề cũng sập, sập phố phường lặng hộp đua chen, thành đô quá lệ rồng, rừng buồn cũng sập mà nhà nông chứ cũng chìm. Chưa đâu nào, chưa em đâu nào, nay mai đây tay thảo bút trình rồi, con thấy chuyện linh đinh đó là thầy giáng minh minh. Giờ này chưa lai đáo gặp thầy gặp Phật, thầy bảo trò bảo vật trân châu, mình đó tỉnh diễn đôi câu, ở hiền ở la thảo trời thâu đêm về. Ráng cố gắng chỉnh thề chút nữa, dù đất đai sụp mưa sụp nghiêng, ta con của lão cùng điên của lã đức mẹ thượng thiên lâm phàm, giờ thì vẫn ráng làm chút xíu của phong ba năm, nếu làm chi nam mô niệm Phật lẽ đi sốc răng ta giảng vậy thì cho hay. Sách chuyển động trời mây non nước, ai khôn ngoan lập phước bội công thì là người ấy trong lòng sau này tồn tại rừng đồng. Thầy ơi ráng cũng vậy con ơi, gấp lắm sụp trội trơn chiếu gấm làm gì, cất chòi mái lá tu đi, con là viên ngọc phương phi đại hùng, viên ngọc chiếu cũ trùng còn thấy, ráng đi con xa bẫy được nào, còn người hung dữ
dường bao tên ma bắn cùng lũng nào tiêu tan thôi. Thì dặn trần gian phải như sắp trăm buồn ta chớ nghĩ si. Chúc lành anh chị phương tiên, đạo đồng mà cố gắng làm gì được thôi, làm đức rộng để coi của báo, hỏi mi rồng người đạo như tiên. Làm gì nữa phải lo lánh giữ làm hiền, đừng chứa chấp nữa não phiền bên trong, chứa đi cực lòng quá vậy, dục nó ra rồi thấy nộn bồng. Kỳ này ôi hỏi đã xong, sốc trăng yêu mến chưa đảo đồng tiếc thân. Thì xin kính chúc ở sốc trăng chắc có lẽ cũng có một ngày gió bay hay nó cuốn gì đây, thì thầy không biết đi cái mũi nào nữa, mũi Cà Mau nè, cái gì nữa đất mũi là khác hả, đất mũi là khác, còn mũi Cà Mau là khác phải không? Dạ chung với hả, có một hả? Dạ Cà Mau, mũi Cà Mau. Thầy có ra tới đất mũi. Thôi xin kính thưa quý vị anh em của mình nha, ráng bình đẳng. Ngồi dậy cái xuống đó, không có nực nổi nha, đừng có cọ quẹt nhau, nó nảy giật lên thì ngọt nực nổi quá. Ôi, trên đời này đó, mùa mặt hạ, nhít lên tu không được, nhít đây gai quào, nhít đây bị đá, nhít đây bị sỏi. Nếu cái gì nào tu được là đắc đạo cao lắm đó quý vị, kỳ này học đâu dễ gì học. Phải đợi công đức dài dạng mà làm cho thiệt, không có làm giả. Vì làm thiệt rồi ánh hào quang trên đó, mình chỉ niệm Phật kính trong lòng thôi thì nghe không gian niệm cho đó đó. Chứ không phải Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật để cái nọ, không phải vậy nha. Anh em cố gắng nha, thay đất đổi trời rồi đó, mới mẻ rồi đó. Bữa nay thì chưa có đến hết tháng 2 rồi, tới nữa đó nha quý vị, đi tới lần lượt. Rồi mình đi, mình có hẹn ngày về gì sụp rồi. Mình sụm xuống rồi, chở bệnh viện rồi đâu có về gặp con cái được. Vậy đó, thấy đúng không? Sợ không? Bổn sư Thích Ca Từ Phụ của chúng ta, Cụ Đàm đó, chỉ thấy mấy cái việc nhỏ thôi mà Ngài còn đi. Còn mình thấy đúng chừng là mình không đi. Đó, như vậy thôi. Kính chúc lành quý vị nha. Thu hồi để sau này chị em nào có nghe được nghe, còn không thôi, nha không?